Huawei sắp có dịch vụ bản đồ riêng. Hãng công nghệ hàng đầu Trung Quốc này hiện vẫn đang bị cấm sử dụng các công nghệ của Mỹ, trong đó có Google Maps nếu không có được sự chấp thuận đặc biệt từ chính quyền tổng thống Trump. Điều này khiến các smartphone của Huawei bán ra thị trường thế giới không thể dùng dịch vụ Google Maps. Do đó, hãng này đang phát triển một dịch vụ bản đồ của riêng mình mang tên MapKit. Huawei MapKit không dành cho người dùng sử dụng trực tiếp, mà chỉ đóng vai trò là API mà các nhà phát triển bên thứ ba có thể sử dụng để tạo phần mềm điều hướng. Mapkit có thể thu thập thông tin từ 150 quốc gia và khu vực trên toàn cầu. Mặc dù Huawei mới tham gia lĩnh vực này, thế nhưng các trạm viễn thông ở 160 quốc gia của Huawei sẽ giúp thiết lập mạng lưới một cách nhanh chóng và dễ dàng. CEO Huawei Richard Yu cho biết, Mapkit có thể hỗ trợ một số tính năng nâng cao như chuyển làn đường xe hơi, chỉ đường bằng thực tế tăng cường, bản đồ thông tin giao thông theo thời gian thực. Mapkit sẽ hỗ trợ 40 ngôn ngữ, giới thạo tin cho biết. Nhà cung cấp dịch vụ Internet và lập bản đồ của Nga Yandex và công ty Booking Holding có trụ sở tại Mỹ là các những đối tác đầu tiên quan tâm đến các dịch vụ bản đồ của Huawei.